Hôm nay là 2 tháng 7 năm 2022. Thì mình làm quay cái video nói về bông tan và linh sam phôi cho một số anh chị mình quan tâm. Thì trước giờ mình không có bán lẻ bông tan. Bây giờ hôm nay mình đóng hàng á. Hôm nay mình đóng hàng cái mình bó như vậy nè. Nếu mà anh chị mình mua á, nhổ ra thì mỗi một bó như vậy là có thể là 10 cây á. Anh chị mình có thể mua 20 cây cũng được ha. Bông tan tan đỏ nè. Thì đơn hàng mình sẽ quấn vô cái bao như thế này đây, cho anh chị mình mua lẻ. Còn nếu mua 50 cây thì mình sẽ đóng vô cái thùng. Giá của bông tan đỏ này là 20.000 cây anh chị em mình ha. Thì đơn hàng mà 50 cây bên mình sẽ bao ship. Còn bà con mình mua mà 10 cây, 20 cây á, thì mỗi tiền ship mỗi cây là khoảng 5.000. Dành cho những cái bạn mà mua lẻ đó. Thì những cái cây này á, mình nuôi 1 năm tuổi rồi ha. Này là một bó vậy là 10 cây nè. Mình nhổ bớt đất ra cái mình bỏ vô bọc. Tan này rất là dễ sống nha anh chị em mình. Đây mình vừa nhổ tống lỏng đây ha. Tan đỏ này rất là dễ sống, nó ra hoa nè. Thì số anh chị em mình mua trong cái chậu C6 như thế này đây thì mình sẽ nhổ bớt. Đây nó rễ nó ra nè. Những cái cây tan đỏ ha. Tan đỏ lá nhỏ thì bà con mình có thể mua lẻ được ha. Trước giờ mình không có lãnh bán lẻ. Thì anh chị em mình mua lẻ thì 20.000 cây. Còn mà mua sỉ thì tới nhà thì 15.000 cây. Bà con mình có thể đơn hàng 50 cây bên em sẽ bao ship toàn quốc ha. Cây tan đỏ nè, vừa cây nhổ dời nè, nó có những cây bông nó đẹp lắm mà con mình ha. Đây rất chiều quá, nó tuyệt vời không. Cái khu này là đang nhổ, đang giao cho anh em mình á, nhổ hết khu này ha. Nhổ hết khu này thì mình sẽ qua khu bên kia, qua khu bên đây. Tại vì mà bông tan thì mình sẽ trước khi đóng hàng hay này kia cũng cắt phân cho anh chị em mình. Anh chị em mình thấy nó khi nó bông tan đỏ tạo bông thì có thể tạo hình bonsai được ha, rồi làm mini được. Đây bông đang ra nè, cái tan đỏ lá nhỏ nha. Thì bà con mình có thể mua 10 cây, 20 cây gì mình cũng có bán hết á. Đây tan, tan đỏ. Tuổi bầu của nó là khoảng 5 tuổi anh chị em mình ha. Khoảng 1 năm tuổi, hôm nay nó ra hoa nè. Còn những cái này nó chưa ra hoa là anh chị mình thấy nhìn kỹ ha. Đang nụ này sắp tới cũng ra hoa luôn. Về trồng hàng rào ha, mua số ít thì mình mua thử coi, coi nó như thế nào. Còn anh chị em mình có dịp mà mua sỉ trồng công tình á thì liên hệ với em ha. Rồi qua cái video mà linh sam nha anh chị em mình. Do công việc của mình hơi nhiều á, con số anh chị mình mua mình để mình phân ra cái lô mà 200 hay 300 cho anh chị mình coi. Thì hoặc là mình có thể xử lý thân này kia xong cái mình vô bầu luôn. Hôm nay cũng có nhiều bà con mình đặt hàng á, nhưng mà do cái thời gian của mình không có, số bà con mình thông cảm giùm em ha. Đây đây là linh siêu bông. Thì hẹn anh chị mình những video lần sau để mình có thể mình phân lô hay là mình xả dán luôn cho bà con mình vô chậu luôn ha. Nói chung là số lượng lớn thì rất cần bán đó, nhưng mà cái thời gian nó không cho phép nha bà con mình nha. Đây siêu bông quá trời luôn, nó có những cây nó ra mục luôn nè. Rồi linh sam siêu bông nè anh chị mình thấy không, lá mà khi mà lên mini lá nó nhà già nó nhỏ ha, cây bằng ngón tay mà vẫn làm mini được. Nhưng mà con mình thấy không, thì đẹp xấu là do anh chị em mình tạo hình thôi. Có thể làm cái cây hai mười mấy 20 vành cũng đẹp. Còn đây là 86 nhà nuôi mới tỉa ha, mới tỉa mới tưới nước luôn.
những cái cây này bà con mình thấy thường xuyên mình quay nè, nó sẵn đây mình nghía cho bà con mình coi luôn. Vừa tỉa xong, đây là hàng này kim song hinh nè, đây là linh sam song hinh. Loài song hinh này lá nó màu xanh nó khác ha. Cây này là giao lưu là 3 triệu cây này. Con mình có mua nhu cầu thì chụp màn hình ha. Cây này báo giá công khai là 3 triệu à. Bao ship cho anh chị em mình luôn. Khuyến mãi bao ship đi. Cây này cây kim sung hinh nè. Cây này mình nuôi khoảng 5 năm mà con mình. Có số bạn hỏi sao mà cây lâu năm mà nó nhỏ xíu, tại vì xưa giờ mình để trong chậu á, cây này cũng 4 5 năm nè, 86 nè. 86 ha. 86 thì anh chị mình nên để riêng nha anh chị em mình ha. Con số bạn mua linh sam 86 đi ghép siêu bông thì nó ổn lắm nha. 86 nên để riêng nuôi. Siêu bông thì để riêng siêu bông. Cây nào chơi theo cây nó ha. Còn trường hợp mà anh chị mình quý linh sam hồng thì có thể ghép linh sam hồng vô. Cây này là cây song hinh ghép linh sam hồng nè. Đó thì mình có cây này. Đó. Sẵn đây quay số cây linh sam ở vườn luôn. Thì vài bữa nữa mình sẽ lãi lá những cái cây này, lãi lá xong cái bắt đầu sửa rồi bắt đầu bán. Thì bây giờ quay thì nó có lá tùm lum ở tân, nhưng mà mình quay để cho bà con mình có nhu cầu mua bonsai bự, bonsai tung, bonsai đại thế này đây. Thì coi những cái cây này là em chưa lãi lá, rồi sau này lãi lá rồi chụp hình quay từ cây á, số bà con mình thấy tưởng cây si ha. Sợ nhiều khi nói thấy lại lá không thấy lá tưởng cây si, nhưng thật ra là cái lô linh sam này rất là sung tốt nha. Xong rồi mình sẽ lại lá mình quay mình chào hàng cho bà con mình. Kim sung hinh nè anh chị em, bà con thấy không, lại lá sẽ mới sửa mới quay lên cho bà con mình coi được ha. Lô này là để bếp không nha, thì quay xong rồi mình chuẩn bị mình tung mình bán cho bà con mình. Những cây tầm như vậy là dễ nuôi lắm, rất là dễ nuôi luôn, phân thuốc rồi nước nôi tất cả những cái gì cũng dễ nuôi, tại vì do cái chậu nó bự á. Còn cây mini thì khó nuôi ha, khó nuôi hơn thôi chứ không phải là không nuôi được nha. Đây những cây sam của mình nuôi. Chuẩn bị sữa nữa ha. Xung tốt tổng quan rồi. Cảm ơn anh chị mình ha, mình sẽ kết thúc video tại đây. Số điện thoại của mình là 0987 557 550, địa chỉ là xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cách cầu Gạch Miễu 23 cây, cách cầu chợ Hòa Nghĩa 2 cây số nha anh chị em mình ha. Chị em có đi ngang chợ Hòa Nghĩa thì gọi cho em nha. Rồi.